Trời ơi, đã ngồi máy lạnh thổi không vui rồi còn xuống xuống lâu nữa. Đây, anh đang lấy xe nè, cái con nhóm nhóm bán nho. Bán nho. Cái bà tới bà để bà đặt. Nhắc nó. Ủa? Bà mua không mua thôi bà để cho bà đặt tôi chứ. Mà người ta đặt nó, nó hốc của anh Giang phải người ta tiếp sức mình hả? Nó trời bà marathon hay gì tiếp sức. Bà nắng quá bà bị sản. Bà nói bà có cái nhà bà trồng hai cái cây. Là có một cái cây chanh dây. Bà trồng cái bên cây nho. Bây giờ cái cây chanh dây nó chết rồi. Thì bà thu hoạch nho thì cái nho mùi chanh dây. Cái nho mùi chanh dây. Bà nói là cái cây chanh dây á nó hiện hồn về nó phù hộ cho cây nho. Trời ơi, nên cây nho về mùi chanh dây. Nặng rồi đó. Trước khi chết nó lấy nhau rồi đó. Xong cái bà nói hơi nghiệm nào anh Giang tin em hái chanh dây. Nặng quá rồi, nặng đó em ơi. Trời ơi, đã nằm máy lạnh, nằm phè thay rồi còn giờ xuống xuống trễ nữa. Thì sao á? Lẹ đi! Cố tình, đợi đi cố tình nè. Trời ơi, đã ngồi máy lạnh thổi không vui rồi còn xuống xuống lâu nữa. Thông dông. Đội gì đâu mà chán trường. Người chị ngồi máy lạnh xong sao nói chuyện vậy? Rồi sao? Chúng ta không còn là chị em nữa. Ủa, mà em C đi. Em nhắm thắng một ngày á thì em gáy. Dạ thôi em nghĩ là từ đây tới tối mọi đi qua bên đây đứng nè. Tuyệt vời với em. Ngồi máy lạnh tiếp rồi hả? Mụ người hết rồi. Đi qua bên đây. Tuấn thoại đi. Máy lạnh đạo quá. Tuấn hai thoại đi. Trời ơi tụi em khổ quá, tụi em thoại đi em. Bà đang sướng mà. Trời ơi là trời. Người ta chạy mười mấy km. Km lại vậy. Người ta chạy mười mấy km, biết bao nhiêu câu chuyện trên xe. Vậy hả? Người ta đứng người ta quắt vô để làm gì? Làm gì? Để mình vô. Mình mua nho. Không, Khánh Văn nói người ta tiếp sức mình đó. Không phải đặt tay người ta. Vậy hả? Anh đang gì? Anh đang lấy xe nè. Cái con nhóm bán nho. Bán nho. Cái bà tới bà để bà đặt. Nhắc nó. Ủa? Bà mua không mua thôi bà để cho bà đặt tôi chứ. Mà người ta đặt nó, nó hốc của anh Giang phải người ta tiếp sức mình hả? Nó trời bà marathon hay gì tiếp sức. Bà làm như là tiếp sức mùa thi gì vậy? Bà nắng quá bà bị sản. Bà nói bà có cái nhà bà trồng hai cái cây. Là có một cái cây chanh dây. Bà trồng cái bên cây nho. Bây giờ cái cây chanh dây nó chết rồi. Thì bà thu hoạch nho thì cái nho mùi chanh dây. Cái nho mùi chanh dây. Bà nói là cái cây chanh dây á nó hiện hồn về nó phù hộ cho cây nho. Trời ơi, nên cây nho về mùi chanh dây. Nặng rồi đó. Trước khi chết lấy nhau rồi đó. Xong cái bà nói hơi nghiệm nào anh Giang tin em hái chanh dây. Nặng quá rồi, nặng đó em ơi. Áo song Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21:15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Đội đi xe máy thì có vẻ như là các bạn đã có một cái hành trình thú vị ở dọc đường đúng không ạ? Vui. Nhưng mà vui xíu thật, vui cả ngày kỳ lắm. Chị có thấy nho này chị ăn thử không? Thử rồi hả? Dê người ta thả. Lâm nói ồ dê rừng nhào xuống bắt dê người ta. Trời ơi cái thối đã thả còn ăn cắp nữa. Đói quá. Đói quá anh tưởng. Thiệt chứ. Dê là đặc sản ở đây luôn á. Nho đó là nho mua hay là nho người ta cho? Biết tại sao tôi hỏi như vậy không? Tại vì nho đó vốn không phải là nho ăn, nho đó là nho để làm rượu. Không nho nho kẹo mà chị. Nho đó nho kẹo như em ơi. Nho này nho kẹo. Làm kẹo mà. Đâu có. Nho kẹo là do thơ mùi kẹo. Trời ơi, hèn gì nãy mình đi qua đoạn đường thấy cái chú cái vườn nho gọi thoại cho ai á, chắc nó báo cáo á. Nho này ta làm rượu. Trời ơi. Nho kẹo đó mà kẹo chỉ đói gì á. Ờ. Rồi vậy là. Kẹo mà. Kẹo đâu kẹo. Kẹo. Em rượu. Nó mùi gì anh? Rượu. Em. Ủa em sao vậy? Em ngại ngùng với tôi nữa. Cái đó là nho lên men rồi. Còn đội thắng thì các bạn đi các bạn thấy làm sao? Dạ thật sự với mẹ thì không có gì ngoài cái việc là sự sung sướng cả. À. Ngồi ghế êm. Tuyệt vời. Và được nhìn cái đội thua chạy lon ton. Vui ha. Tôi có cái dưới sách đó mà. Chờ đâu. Đúng không? Ở đây ai đội nón, mình không đội nón nó sẵn rồi. Hết sẵn. Nói chung là hạnh phúc quá, đi thắng là vui. Dạ. Mát mẻ lắm. Em nghĩ là từ đây tới tối là tụi em sẽ duy trì cái đội em. Em nhìn là em thấy team bên kia không có gì động lại hết. Em che máy tôi, dạ. Em đứng tiệm thoại đây đi, mắc gì em che máy tôi. Tại vì nó cắn nhau gì đó. Dân, team em động nhiều lắm nè, động đầy người nè. Đó. Cái gì vậy, thoại gì vậy? Động gì? Động rác nè. Trời ơi. Dạ chúng tôi bảo vệ môi trường. Rồi cái điểm trải nghiệm tiếp theo trên hành trình của chúng ta chính là tại đây, các bạn có thể nhìn ra đằng sau ạ. Quá gì vậy? Công nghiệp quá gì? Tôi quá gì? Quay lại đi. Quay lại đi. Chị nói đi, quay lại đi tụi em sẽ diễn thật cho chị coi. Ok, diễn thật đi. Đi đi. Không có thật cho diễn giả. Chị kêu quay lại sau đi, diễn thật nè. Rồi bây giờ xin mời các bạn quay lại đằng sau ạ. Wow! Lao động đóng phim hả? Wow! Đẹp quá.
Ủa, những con thuyền thật là lạ lẫm đối với em. Thật là đẹp. Cái chuẩn đây mà không quay sao. Rồi, con thuyền không lạ lẫm đúng không ạ? Vậy điểm này là điểm gì đó bạn? Dạ, bình Vĩnh ơi. Xin mời, xin mời những thành viên có vẻ rất là quen thuộc ở đây rồi nói về địa điểm này đi ạ. Là gì? Dạ. Ý là mọi người trình bày đã tới đây chưa rồi thấy Vĩnh Hy như thế nào? Dạ. Em lần đầu tiên đến, em đã nghe đến Vĩnh Hy rất là nhiều lần đầu tiên đến. Và giờ cái cơ hội mà đi xe gắn máy á, thì cái trên đường từ cái chặng trước đến đây thì thấy là rất là đẹp. Thấy Việt Nam mình có rất là nhiều những cái hòn đảo như Vịnh vô cùng đẹp luôn. Mà em nghĩ là người Việt Nam mình nên một lần nào đó đến. Tại là quá hậu, làm cái... khéo léo quá. Hồi nãy đi với tụi em là cứng họng, không có nói được cái gì hết trơn á. Mà đặt giờ cái máy quay, mà đặt em nghĩ vậy, em nghĩ nọ, em thấy nhiều cảnh đẹp. Không, hồi nãy á là cũng nội dung đó mà nói kiểu khác. Nói sao em? Trời trời đẹp dữ anh, đẹp ghê. Mà sao bây giờ nói là trời em thấy nhiều cái đẹp. Hồi nãy là trời đẹp ghê anh Giang, trời má ơi đẹp quá. Trời ơi, mà vậy đó trời ơi anh Giang ơi. Vậy luôn. Đau đau. Rồi cái vịnh Vĩnh Hy này là một trong những cái vịnh đẹp nhất ở Việt Nam chúng ta ha, và đã được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là danh lam thắng cảnh quốc gia. Yeah, wow. Và người dân địa phương thì cũng dựa vào cái điều kiện tự nhiên này để mà phát triển du lịch và kinh tế. Chính vì cái sự gần gũi và thân thiện của người dân nơi đây cho nên là hiện nay là du lịch ở vùng Vĩnh Hy này đang rất là phát triển. Và cái hành trình của chúng ta là cái hành trình vượt qua giới hạn. Một trong những cách để chúng ta vượt qua những cái giới hạn của bản thân mình đó chính là mở ra cho chúng ta những cái cơ hội mới, đến những cái nơi mới, gặp những con người mới, trò chuyện để có thêm nhiều cái trải nghiệm mới, đúng không ạ? Wow. Dạ đúng rồi. Đó là lý do mà cái thử thách tiếp theo của các bạn ở đây sẽ có tên là từ lạ thành quen. Tức là giờ mình phải đi gặp từng người nói chuyện. Giao lưu với các bạn. Không chỉ là nói chuyện và giao lưu. Mình xin. Mà cái quyết định thắng thua ở đây của các bạn không chịu dựa vào các bạn mà là dựa hoàn toàn vào những người các bạn gặp. Ồ, anh ơi, cái này là do ăn ổ rồi. Sao do ăn ổ em, do miệng mồm thôi em do ơi. Do miệng mồm hả? Do miệng mồm, mình chỉ với người ta đi. Nhưng mà chị ơi, tới đây tụi em là tháo bộ đồ ra chưa? Chứ nãy ra đường đang chạy, phải chút béo la, không được. Cho tụi em tháo được không ạ? Các bạn mặc một chút mà các bạn đã khó chịu rồi thì các bạn biết là những cái sinh vật biển của chúng ta khi mà bị quàng vào những cái rác thải do con người vô tình hay cố ý thải xuống đại dương thì nó sẽ ảnh hưởng đến mức như thế nào, đúng không ạ? Đúng rồi. Mặc cho đến tối đi. Nên thôi các bạn chịu khó thêm chút nữa đi ha. Em nghĩ là 2 ngày là vừa. 2 ngày đi em. 3 ngày đi. Nổi lên. Rồi với cái trò chơi người lạ thành quen ở đây thì mỗi đội các bạn sẽ nhận được một cái bảng gồm 10 câu hỏi. Yeah. Và nhiệm vụ các bạn là sẽ di chuyển từ điểm mà chúng ta đang đứng đi đến cái điểm cuối có lá cờ 2 ngày 1 đêm ở đằng kia. Xuyên suốt cái hành trình từ đây xuống đó các bạn sẽ phải tìm những người dân sinh sống ở đây để các bạn hỏi người ta những câu hỏi đó. Dạ. Và nếu như người ta trả lời đúng thì các bạn được ghi điểm. Wow. À, và phải chọn người người gửi đó. Ví dụ câu hỏi đầu tiên cần test chứ không? Nhà ông 7 ở đâu? À, nhà ông 7 có nhà bà 8 với nhà chị 6. Hay. Trong cái hành trình của các bạn thì sẽ có biên tập của chúng tôi đi theo ha để mà ghi nhận kết quả. Đồng thời với tụi em không? Đi kịp với tụi em không? Chứ thấy biên tập bị yếu đó. Tụi em nhanh lắm á. Yếu không? Tụi em thăng thoát thăng tụi em chạy nhanh hơn quay phim thì tụi em không có hình. Vậy thôi. Tụi em tự cầm máy luôn, đổ quay phim đi. Cái máy vô thế mà sao rồi, mấy nương rồi. Hồi nãy tụi em chạy vô đúng rồi, vô đó chạy vô sớm cái chị kêu thôi chạy lợi chạy lợi, thực tế mà chị kêu tụi em làm lợi hoài. Ok vậy thôi chị cắt đạn quay lại không sao. Nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhận bảng 10 câu hỏi. Mà quan trọng nha, mỗi một người dân chúng ta chỉ được hỏi một câu thôi. Không có thấy người nào có vẻ hiểu biết rồi chúng ta hỏi tới hỏi tới nha. Chu trai. Bây giờ hai đội bánh xì đi để được chọn trước. Mời hỏi em. Hỏi phân bì. Rồi cho gái ưu tiên khách mời đi. Chị tỉnh chưa? Thôi đừng có ra dễ nữa, em xui lắm, anh biết. Đừng ra dễ nữa, em xui lắm. Đại đi. 1, 2, vô. Hơn. Thắng rồi, lên lãng luôn. Bà vẫn chọn cái xui à. Chọn bên trái đi, dân, may, chọn bên trái đi. Lắc trái, lắc cầm, ủa chị chọn trước em. Em chạy lên em lấy luôn. Ủa, em sốc nữa kìa. Xong nữa lấy luôn em. Khoan, khoan, rớt xuống lại lượt, để báo trước, rớt xuống lượt của mình. Ai là sốc trước? Rớt xuống của mình đi anh. Rồi, rớt đi. Rồi, bây giờ các bạn nhìn vô là các bạn đã biết rồi ha. Các bạn cũng không nên để cho đội đối phương nhìn thấy câu hỏi của mình vì sẽ có chú một số ơi, câu hỏi tự trọng đi nhau. Chú, đừng vậy mà. Đó, sẽ có một số câu hỏi giống nhau. Lưu ý là nhắc lại một lần nữa là các bạn sẽ phải hỏi mỗi người dân chỉ được hỏi một câu thôi nha. Đó, rồi các bạn sẽ không được quyền nhắc. Dĩ nhiên là không nhắc trùng với lại cái đáp án nè.
không có gợi ý quá nhiều. Ủa mình tưởng là câu hỏi về địa phương không phải. Câu hỏi như vậy sao người địa hỏi tổng hợp hỏi biết chứ chợ người Việt Nam là người ta biết nhiều mà. Đây là câu hỏi tổng hợp không phải là tổng hợp hơi khó nghe. Khó đó. Dạ. Bây giờ thời gian dành cho các bạn 3, 2, 1 bắt đầu. Phải đi ngược về hướng này. Rồi áo đi nè, rồi máy đi theo thời gian. Rồi. Đây cầm cỏi. Đội đi xe máy thì có vẻ như là các bạn đã có một cái hành trình thú vị ở vui, dọc vui đường đó. Đúng không ạ? Vui. Dạ. Nhưng mà vui xíu thật thì vui cả ngày kỳ lắm. Dạ. Cái nho này chị ăn thử không? Thử rồi hả? Thì dê người ta thả. Lâm nói ồ dê rừng nhào xuống bắt dê người ta. Trời ơi cái thói đã thả rác còn cấp nữa. Đói quá. Đói quá ăn lượng. Thiệt chứ. Dê là đặc sản ở đây luôn á. Nho đó là nho mua hay là nho người ta cho? Tại sao tôi hỏi như vậy không? Tại sao vì vậy? Nho đó vốn không phải là nho ăn, nho đó là nho để làm rượu. Không nho nho kẹo mà chị. Nho đó nho kẹo gì em ơi. Nho kẹo, nho kẹo. Nho kẹo, nho kẹo. Làm kẹo mà. Đâu có. Nho kẹo là do cái thơm mùi kẹo đó. Trời ơi, hẹn gì nãy mình đi qua đoạn đường thấy cái chú cái vườn nho gọi điện thoại nhai á, chắc nó báo cáo á. Nho này ta làm rượu. Trời ơi. Nho kẹo đó mà kẹo chết đói gì á. Ờ. Vậy là kẹo mà. Kẹo đâu kẹo. Kẹo. Làm rượu. Nó mùi gì anh? Rượu. Em. Ủa em sao vậy? Em ngại ngùng tôi nữa. Cái đó là nho lên men rồi. Còn đội thắng thì các bạn đi các bạn thấy làm sao? Dạ thật sự với mẹ thì không có gì ngoài cái việc là sự sung sướng cả.